Nghi lễ trân trọng kính chào quý thính giả người Việt khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ sáng của ngày 25 tháng 2 năm 2015 tại Hoa Kỳ, tức là 9 giờ tối ngày 25 tháng 2 năm 2015 giờ Việt Nam. Thưa quý vị, trong dịp đầu xuân Ất Mùi, nhìn về quê hương, chúng ta nghĩ đến thân phận của những người đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền, và đặc biệt là những người dân quan sống chế độ cộng sản. Họ đã bị cướp nhà, cướp đất, họ đi đấu tranh từ nhiều năm nay, và cái kết quả cuối cùng là gì? Là dân quan 26 tỉnh thành cơ nhỡ lang thang khắp nơi, và cuối cùng không bao giờ họ đạt được cái điều họ mong cầu. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với dân quan Lê Thị Kim Thu. Chị là một trong những người đi đấu tranh đòi hỏi trong những thời gian đầu tiên. Và hiện nay, sau những thời gian đã bị ghép tội, thì chị cũng ra khỏi nhà tù lớn mấy tháng nay. Thì thưa quý vị, chúng tôi có dịp nói chuyện với chị. Thứ nhất là những điều chị đã trải qua trong việc đấu tranh. Những điều gì chị cần tố cáo, lên án, chị nghĩ gì về chế độ cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam 40 năm và mơ ước điều gì năm 2015. Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ và dân quan Lê Thị Kim Thu như sau. Kim Thu xin kính chào anh Nghi Lữ. Qua câu hỏi của anh Nghi Lữ là Kim Thu dấn thân đấu tranh từ năm nào, thì Kim Thu xin trả lời là cái việc mất đất đai nhà cửa của Kim Thu á, là từ năm 1982. Lúc đó thì đến năm 89, năm 1988 thì Kim Thu chính thức đi đòi lại cái đất đó và khiếu kiện hai mảnh đất tranh chấp, tức là có ba mảnh đất. Thì cho đến năm kéo dài từ năm 1988 cho đến năm 2000 thì ra Hà Nội. Đến năm 2000 ra Hà Nội, đến năm 2001 ra Hà Nội lần thứ hai. Thì lúc đó đến cơ quan đầu não của Trung ương thì Kim Thu thấy là nơi đó rất là bất công. Nơi đó người dân họ đặt hết cái niềm tin vào ngoài 64 tỉnh thành toàn quốc chứ không đi tỉnh nào. Nhưng mà ra khi đó thấy cơ quan đầu não của Trung ương mà ở trong văn phòng chính phủ là cho đầu gấu đánh dân oan. Rồi những bà mẹ Việt Nam anh hùng á, là ban ngày á, thì cầm biểu ngữ kêu oan, đêm thì vô về nhà trọ cũng không yên thân, bị công an á, khu vực ở Hà Nội á, thủ đô họ vô họ lùng sục và bắt bớ, và cho là những cái biểu ngữ đó đó là mang tính cách chính trị và nói xấu chế độ của họ, nên họ cũng không ở yên và họ cứ bị lùng sục, bị bắt nửa đêm, thậm chí họ trốn ra nhà vệ sinh ngủ vẫn còn bị họ lôi ra bắt vào 2-3 giờ sáng. Từ những cảnh bất công đó, từ năm 2001 thì Kim Thu quyết định là đấu tranh. Thì lúc đó cũng không có ai, là những người ở bên ngoài cộng đồng hải ngoại hay ai, vì nghĩ là công việc của mình và ra đến Trung ương rồi, nếu mà không đấu tranh thì về địa phương cũng chết. Thì đó là Kim Thu chọn đường đấu tranh. Không, nó lại may mắn khi Kim Thu là đến đó, đến thời điểm đó thì lại có những người ở cộng đồng hải ngoại, nói chung là một số nhỏ thôi, rất là tiếp nối những cái phương tiện thông tin, làm những cái phương tiện thông tin, thì những người dân oan và những nhà tranh đấu mới có được ngày hôm nay. Dạ thưa anh, Kim Thu đi ra Hà Nội thì bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2008, 18 tháng tù giam với tội là gây rối trật tự công cộng. Đến lần thứ hai là họ bắt ngày 6 tây tháng 7 năm 2012 với tội danh là hủy hoại tài sản. Nhưng mà thực chất hai vụ án này, khi cái tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, hai tội danh này khi Kim Thu vô trong tù bị bắt á, thì bên an ninh điều tra, nếu cái tội này là tội hình sự, tại sao hình sự không làm, mà lại là lúc đầu thì hình sự làm nhưng sau này chuyển toàn bộ những hồ sơ này qua bên an ninh điều tra, và họ nói về toàn là về những cái chính trị không à, đường lối chính trị của họ. Họ tìm đủ mọi cách, nói chung là họ khủng bố, đe dọa tinh thần của mình, để cho mình suy sụp tinh thần và mình nản lòng, để cái cuộc đấu tranh đấu của mình sẽ bỏ cuộc. Giờ em bị bắt và 2 năm, họ kêu án 2 năm. Và em ra tù ngày 6 tây tháng 7 năm 2014, thì hôm nay cũng được mấy tháng rồi nè, 60 tháng. Thì anh là
cái việc mà khi bác em nói để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh Nghi Lữ, về cái câu hỏi đầu tiên là họ nói em cho là nói xấu chế độ, họ không nói, nhưng ở đây trong bản kết luận điều tra của em họ ghi rất rõ là tội là tuyên truyền theo điều sẽ xử em thêm một tội danh nữa là theo điều 88 của Bộ luật Hình sự về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, họ ghi rất rõ như vậy trong cái bản kết luận điều tra của công an. Và trong cái thời gian mà họ tách ra họ không cho em gặp gia đình á, sau khi có án rồi mà họ không cho gặp gia đình, họ tiếp tục biệt giam và họ cài anten vô ở những cái phòng biệt giam nhỏ, trong phòng chỉ có 5-6 mét vuông thôi mà ba người ở, thì để họ khai thác. Và em nói nếu mà khi an ninh làm việc em nói nếu mà ông tiếp tục vẫn đe dọa em cái điều 88, nếu mà đe dọa em cái điều 88 cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, thì những cái bài mà công an thu được và những cái gì bắt được em tài liệu tại gia đình em thì phải mời hết những người đó ra tòa và phải bắt hết những người đó cho em thấy. Cái đó là họ nói xấu nhà nước, nói xấu đảng, nói xấu nhà nước. Còn cái đây là phổ biến trên mạng, em có quyền, bởi vì em là ít ăn ít học thì em muốn là xem để tìm hiểu và tham khảo những cái kiến thức của những anh chị mà đã những viết những cái bài nói về cái chế độ đó. Mà đối với em là em cũng nói thẳng với họ là những cái em nói hoàn toàn là sự thật. Bản thân em đấu tranh em vẫn để tên thật của em, tức là em dám đối diện với một sự thật, với một chế độ. Bởi vì em nghĩ là dân oan 64 tỉnh thành cả nước rồi, không có riêng tỉnh nào. Nếu bây giờ nói là cán bộ tham nhũng thì anh có thể trị được, còn đây là chế độ tham nhũng, nó đã từ trên xuống dưới rồi, không thể nào mà trị được nó hết, không thể nào xóa bỏ một phần nào, mà nó phải thay đổi toàn diện một cái chế độ đó bằng cái thể chế chính trị thì người dân mới được sáng sáng tạo và người dân mới có niềm tin. Còn nếu như nói mà bây giờ để tin đảng cộng sản, không bao giờ họ tin, bởi vì khi mà chân dung quyền lực nổi lên rồi thì đã mất hết lòng tin rồi, từ trong nội bộ của họ đã không còn lòng tin với nhau thì làm gì người dân có lòng tin nữa. Như trường hợp như em nếu ở miền Bắc thì rất là cay nghiệt, rất là cay nghiệt. Thì em nghĩ là ngày đầu họ bắt em vô, đó là họ làm những cái hành động đó để họ củng cố tinh thần mình, là bằng cách họ rất là tàn nhẫn. Như đi lao động thì họ bắt em phải xúc cái, đây em cứ nói thẳng và tẹt ra, không có gì phải úp mở. Cái đó là một sự thật, mà cái đó cũng là tội ác của Đảng Cộng sản, cũng phải nên vạch trần ra. Vì khi bắt những người bất đồng chính kiến như chúng em, bất đồng quan điểm, là những cái án này nó thuộc về bộ chính trị hết, phải có chỉ đạo của cấp trên thì ở dưới mới dám làm, ở dưới không bao giờ dám tùy tiện. Nhưng một khi chúng em đã có tên tuổi ngoài thế giới rồi thì chắc chắn là thế giới, cả cộng đồng thế giới không ai bỏ chúng em. Lúc nào chúng em cũng biết là khi vào tù chúng em cũng vẫn quyết liệt đấu tranh. Thì khi vào đó thì họ đi ra ngoài lao động ở ngoài Bắc đó, họ cho mình cái, anh biết phân phân người mà đi đi cầu ra, đi ở trong bên ngoài không có nắp, hầm cầu nói chung là không có nắp, lúc tùy lúc nào cũng gánh để tưới, mà họ bắt mình phải gánh 6 gánh như vậy đó. Em về em phải bỏ cơm đúng một tuần lễ em không ăn được, nhưng mà em nghĩ lúc đó em phản đối em không làm, thì cũng không ai làm cho em, nó cũng không dám giết em chết, nhưng mà bởi vì em phải làm như vậy thì em mới vượt qua những cái khó khăn và những cái nỗi sợ hãi. Và cái động cơ mà uất hận trong lòng mình nó sẽ bốc lên từ đó. Anh ở trong nhà tù bây giờ em rất là mong muốn cái ở bên, em đã đi là những người từng trải mà cũng từng những từng mới ra tù, thì em muốn mong muốn là có cái tiếng nói này để đưa ra dư luận, để biết rằng trong khi thời gian em ở trong tù thì bây giờ khi em bước ra được tù, em rất thương những anh chị và những người còn bị giam giữ ở lại ở trong tù, những người bất đồng chính kiến cũng như là chị Tạ Phong Tần và nhiều, nhiều nhiều người khác nữa như Hồ Bích Hương. Thì em nghĩ là trong cái thời gian em đi tù họ nhốt em chung, họ không có nhốt tuy là hình sự nhưng mà họ nhốt em chung với những người bị nhiễm HIV á, giai đoạn cuối, thì mình rất dễ bị lây. Cái cảm giác đó khi em mới ra tù em rất là sợ, nhưng em không có dám nói cho mọi người biết. Em rất là sợ tại vì ban ngày mình làm á, họ cho em đi mài nón lá thì hai bên là hai người bị bệnh sida, rồi tối về ngủ cũng là hai người bị bệnh sida, rất là khó giữ. Nên là với cái mình phải học được cái tánh kiên trì nhẫn nại mà mình hòa bình trong họ thì mình mới tồn tại và mới sống được ngày hôm nay, còn không thì chắc có lẽ cũng vậy. Vì khi mà riêng cái chỗ em mở đó, ngoài em đi làm hiện trường về là cán bộ nó gác 24/24,
nó không cho em vượt khu, tức là không cho mình đi qua cái khu vực khác để quan hệ với những tù nhân khác, coi như là em là trong cái dạng biệt lập, không có được ra vô gì hết á, đi làm về là đóng cửa, có người gác cửa trước cửa sau đó, thành ra em cũng không được đi đâu nhiều. Nếu mà ai họ thân họ mến thì chỉ vượt hàng rào và đứng cái hàng rào này hàng rào kia nói chuyện, nhưng mà khi thấy được á là cũng không cho. Thì cán bộ nó mới tuyên truyền với những người tù á là không có nên chơi với con đó nó phản động. Thì cũng có nhiều người họ nói là em là cán bộ đó nói như vậy á, nhưng mà em nói là bây giờ nghĩ là đất nước này rồi, còn cái hai cái từ phản động tôi có làm cái cho cái đất nước này nghèo nàn tụt hậu, hai người dân là thiếu ăn thiếu mặc đâu mà nói tôi phản động. Tiếc rằng họ không nói với tôi, nếu mà cán bộ họ đủ bản lĩnh họ nói tôi cũng sẵn sàng trả lời những cái câu nói của họ. Thì biết rồi, người tù á họ cũng rất là cảm mến, có những cuộc em phải đấu tranh. Thứ nhất là nó rất là dã man, nó bán đồ đắt lắm, nó bán thì bóc lột khủng khiếp luôn đó, rồi nó lấy cái tiền của người ta nó xoay vòng, tiền người ta nó cũng không cho ăn, vô bao nhiêu nó giữ lấy hết nhưng mà không cho, không có cho mua bán cho người ta ăn. Rồi á, khi mà những cái trại chẳng hạn như em điện cái hình như cái tỉnh, cái trại giam tỉnh Đồng Nai, khi mà vô cái là anh biết tiền nhiều thì ít chị không biết, anh vô cái là nó cắt, nếu anh có 2 triệu là cắt hẳn luôn 500, nó không cần xin mình, nó đưa cái phiếu cho mình có 1,5 triệu mà khi tiền mình 200 đó. Rất nhiều cái mà vô lý và bất công, không phải một người mà đại đa số là như vậy hết, tất cả ai vô cũng vậy hết, thậm chí cái người ta mồ côi không có tiền có 170 ngàn mà cũng đành lòng nó lấy người ta 70 ngàn, nó đưa người ta 100 ngàn. Anh thấy có một chế độ nào, nó ăn từ trên xuống dưới, nó không còn chừa chỗ nào, nó ăn hết, nó ăn của người tù là bẩn nhất, bẩn nhất mà tận cùng của cái xã hội, của một cái chế độ không còn gì để nói nữa hết á. Vô trong tù thì nó bóc lột sức lao động, nó bắt người ta đi làm. Em nói là có những người nè, những người lớn tuổi mà tội ma túy, bỏ bỏ ăn bỏ ngủ bỏ bỏ nghỉ trưa đó, bỏ tiểu tiện luôn vẫn không đủ khoáng. Nó người rồi gia đình người ta có tiền ha, người ta phải đi làm thuê làm mướn, ở trong tù cũng phải đi làm thuê làm mướn cho những người có tiền nè, lấy cái tiền đó để đóng cho chúng nó mà chúng nó vẫn phè phỡn nó lấy. Anh thấy nó có còn tính người không? Giờ thưa là em đã đi khám bệnh rồi nè, em khám cả cái bệnh ít đó luôn, em đi viện Baxter của Sài Gòn á, bệnh viện mà lớn mà ở trung tâm đó, đó là nó chuyên về HIV, thì em khám là may mắn cho em là không có được gì, nhưng mà trong cái thời gian đó có còn 3 tháng nữa em hết án rồi, em rất là lo lắng, bởi vì ở trong đó em làm hàng ngày kim nè, rất là dễ bị khi mà đâm kim. Trời ơi, một cái đội của em á là có 45 người mà hết gần ba mấy 40 người là bệnh bệnh nhiễm HIV rồi, có nhiều người giai đoạn cuối rồi, nhiều người chết nữa, nên em rất là sợ. Bây giờ em muốn là bây giờ em muốn đưa tiếng nói và em cũng là một nhân chứng ra bên ngoài để là tất cả những người mà đấu tranh về công lý và sự thật và công lý ở bên ngoài á, phải ủng hộ cho những người đấu tranh ở trong nước mà còn đang bị giam giữ, buộc nhà cộng sản Việt Nam phải tách rời những cái tù nhân mà những người bất đồng chính kiến ra, chứ không thể giam giữ kiểu đó được, nó dễ bị lây nhiễm lắm nè, nó rất là dễ, nó rất là gần trong một gang tấc thôi. Chẳng hạn như em nè, ngồi gần những cái cô hai bên cạnh nó đều là bị si, do họ làm cái nang che đó để làm nón, hàng ngày họ bị đứt tay là chuyện bình thường đó, rồi họ cứ chị, cô ơi đứa thì cô ơi buộc giùm cho cháu, với cái lương tâm của một con người mà thấy người ta bị đứt tay bị đổ máu như vậy không thể nào mình làm ngơ được, mà một khi mình giúp họ để băng bó cho họ rồi thì cái cảm giác và cái cảm giác của mình nó rất là mong mong manh, mình cũng không biết là mình có chắc có bị hay không nữa, nó rất là khổ. Cái tâm lý nó rất là đè nặng lên cái vụ những cái vụ mà bị nhốt, những người bất đồng chính kiến mà nhốt chung với người bị nhiễm là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là cái về chống bạo hành và tra tấn nó vẫn còn duy trì ở các trại giam, từ trại giam nhỏ cho đến trại giam lớn như giáp Palmere. Em là những con người từng đứng lên đấu tranh về đó, chẳng hạn như ông đại úy Nguyễn Duy Hưng đã từng đánh tù mà đánh nhiều lần lắm, mà em cầu mong cho hôm đó em thấy, thì hôm đó em thấy lần thứ ba em gào lên đó là em tố cáo, thì lúc đó ban giám thị đồ này kia tố cáo nó cũng lơ luôn, em tiếp tục tố cáo nữa và em nói thời gian của em đó là cái ngày đó ra tù, nếu mà không giải quyết trả lời cho em dứt điểm về việc mà tra tấn đánh người tù á ở trong trại giam á
thì sau này em về em sẽ tố cáo cái này lên dư luận thế giới, thì lúc đó đừng nói rằng, đừng trách là em nói xấu đảng và nhà nước này. Thì lúc đó ban giám thị rồi mới gặp này, hứa là sẽ không bao giờ có tái phạm như mẹ Mỹ, không có, không bao giờ có chuyện đó đâu. Gian sang dễ đổi về bản tính thôi, giờ bản chất của cộng sản là đã tàn ác như vậy rồi, nên bây giờ mình phải có một cái biện pháp nào hữu hiệu. Tại vì dù sao ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký về cái luật tra tấn này rồi, bảo hành tra tấn này rồi mà vẫn còn tiếp tục vi phạm, thì ở bên ngoài là phải có một cái biện pháp. Ổng là dù sao ổng cũng là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì chúng ta phải làm một cái gì đó để cho có hữu hiệu, để bảo vệ những người đấu tranh ở trong nước đang hiện diện trong nước. Dạ, thưa anh đó, để cho Kim Thu xin tiếp cái lời mà anh nói hạt điều máu, và em Kim Thu kể về cái chuyện nón lá máu. Bây giờ em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện mà nó thật là bẩn thỉu, mà những người ở bên ngoài như là cái cá xuất khẩu anh. Trong trại em thời gian đầu em có làm team cái phần cá xuất khẩu, thì cái phần cá xuất khẩu đó rất là dơ, rất là bẩn. Nó bắt người ta làm á, là một ngày á, là phải 9 kg, làm sao mà làm nổi. Cái cá này là bên ngoài không ai làm nữa, dạt rồi mới đẩy vô cho tù. Ta nói là nước sông công tù, nó là nó bao la, nó vô hạn. Thành ra những cái cá mà nó li ti á, như cá nó đầu bằng đầu đầu múc tay vậy thôi, những cái nhỏ mà nó rất là xíp, phải xíp lại mà một ngày 9 kg. Hỏi anh làm sao mà làm chảy máu con mắt luôn. Lúc đó em mới đứng lên nên đấu tranh, thì nó mới hạ, em làm đơn tố cáo rồi em đấu tranh nó mới hạ được 2 kg. Anh thấy dã man không? Đó là những cái bóc lột sức lao động người tù rất rất là dã man, phải nói trong tù chưa từng có thấy, bên ngoài chưa làm cái gì. Nên chúng ta những người đấu tranh vô tù cứ phải đấu tranh và tiếp tục đấu tranh không có ngừng. Đó là những cái mà đấu tranh đó rất là cần thiết, mà những người tù rất cần chúng ta, họ rất cần. Còn nói trở lại cái chuyện mà anh vừa hỏi là sau ngày 40 năm cưỡng chiếm miền Nam, cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, và cho đến ngày hôm nay được gì, thành quả của họ đã có rồi đó. Chẳng hạn như những cái ngai vàng của ông Nông Đức Mạnh vừa rồi, rồi những cái gì đó để làm cho người dân rất là bức xúc, rất là sôi sục cái lòng căm thù của họ. Họ được cái gì? Họ tuyên truyền là hòa bình giải phóng, lo cho dân no cơm ấm áo, lo cho con em cấp sách đến trường, được ăn học. Nhưng thực ra những cái đứa trẻ dân ngoan bây giờ đang ở đất Hà, ở Hà Nội, ở Hà Thành vẫn bị thất học, cứ hết từng lớp này đến lớp khác, đi kiện hết đời này đến đời khác vẫn không trả, và họ sẽ không trả mãi mãi. Khi cái chế độ cộng sản không còn nữa thì người dân ngoan mai mới lấy lại được tài sản, còn không thì nằm mơ cũng không bao giờ lấy lại được. Đó, thì những cái gì họ nói đều trái ngược với lương tâm và đạo đức của con người. Em cái mơ ước, cái điều mà em mơ ước mà trong thâm tâm em lúc nào cũng cầu nguyện, khi em cầm 3 nén nhang, em là bên Phật giáo, em vẫn cầu là đất nước này thật sự quốc thái dân an. Nhưng cái đời cầu nguyện của em đó thật sự quốc thái dân an, khi nào không còn bóng cộng sản thì cái lời cầu nguyện đó mới thực hiện được. Bởi vì em nghĩ lúc nào cái đảng cộng sản này á nó quá tàn ác đi, nhưng không biết rồi, em chỉ mong muốn là nó sẽ không còn trên cái chế độ và cái xã hội này nữa, thì người dân mới được thật sự, mới được ấm no hạnh phúc, mới thật sự mới được có tự do, là cái điều em mơ ước. Và em, nếu như em được ngồi đối diện với họ, em cũng sẵn sàng nói những gì mà suy nghĩ của mình, và cái nhục chí để đấu tranh từ tranh tối tranh sáng cho đến ngày hôm nay em bị chịu đánh đập, bị tù đày, rồi vào tù cũng bị họ đủ thứ hết, tra tấn nhục hình, quá trình điều tra cũng bị xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình đủ thứ hết á, nó dồn, nó đè nén vô con người. Thì không bao giờ em muốn là mình phải bỏ nước ra đi tị nạn trong lúc này, không bao giờ có, cho dù có cho em cũng không đi. Sang năm mới em cũng chúc cho mọi người thêm nhiều sức khỏe và mọi việc được thắng lợi. Riêng em mà em có muốn chuyển cái lời và cái tâm tình của em đến tất cả cộng đồng hải ngoại, cũng những người đấu tranh cũng như ở ngoài, ở trong nước, ở trong và ngoài nước, là chúng ta tiếp tục gửi những cái kháng nghị thư, những cái gì mà chúng ta có thể làm được cho những người đang bị giam cầm ở trong tù, để kêu gọi để trả tự do cho, để nhà cầm quyền cộng sản trả tự do cho họ một cách vô điều kiện. Chẳng hạn như những người mà họ yêu nước, họ đi biểu tình
ra Trường Sa thì họ đâu có cái tội gì đâu mà phải bắt họ bỏ tù đó. Trong em thấy là những cái đầu sang đầu năm mới 2015 chúng ta cần làm là những điều đó, là cái bước tiến nói về nhân quyền, là xem là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cải tiến đến đâu và cải tiến như thế nào, gọi là để cải tiến. Thưa anh, em nghĩ về tôi cũng thích Đảng Cộng sản. Em nghĩ là cái đó là người ta không thích, đó là quyền của người ta, bởi vì cái chế độ này đến bây giờ nó quá thối nát rồi còn ai thích nữa. Nếu người ta dương cái biểu ngữ lên, tôi thích Cộng sản, tôi bị điên,